đường kho sản phẩm thực phẩm được chưa? Đường kho. Ủa sao anh nói ông có nhà kho dùm? Ông có kho dùm mà ông có chưa biết nem. Để kho để đó. Dạ. Rồi. Bây giờ mềm chưa? Dạ rồi. Yeah. Cái này hoa mai gì vậy? Cúc của nó cúc kỳ kỹ. À, rồi ghép vô đừng có. Còn cây này nó hơi dở hả? Gọi lại năm nay kia nó chơi. Nó chưa chơi năm. À. Rồi vô Úc giao được nữa rồi phải không? Trời ơi, nó vô mũi kèn rồi, vô Úc tâm tác cho coi. Có tàn đẹp hơn. Dạ. Nụ quá trời nụ luôn ha. Còn cây kia nó lớn mà cái tàn nó không lớn giống như xíu cũng tuốt lá với người ta mà giờ nó không ra lá luôn, không ra nụ luôn. Cây đó ai cũng nói đẹp hết đó. Cái cây này đẹp nhất nè. Cây đó thấy ai vô nó vừa dặn. Còn cây kia chị thấy nó cao mà nó không có bung ra nhiều hơn. Cái tàn lắm. Người ta chơi cái tay với năm nó không có chơi tay tàn của tay bẻ tay. Đẹp quá trời. Nhưng mà nó lùn. Thôi mình nuôi mình chơi mấy ngày nay rồi giao cho họ mình chơi cũng được. Vậy cũng đủ rồi. Mà cưng hổm nay con hết nhiều nước thì nhiều phân tiền phân không có nhiều năm mà có công lắc nhắc 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 trời tiền thuốc không có nhiều á công bỏ đi rồi đúng rồi tiền thuốc nó rẻ rề hả gì thuốc nó không có nhiều chị tưởng em lấy 10 triệu mà em làm hết mua đồ hết 8 triệu tiền thuốc nuôi hết vô đây chừng khoảng chừng 1,5 triệu đó lại không tới nữa vậy hả cũng mấy triệu vậy cũng bạc triệu nó cứ tốn cái công lắc nhắc vậy đó em đi ít lắm năm tưởng nó 200 thì nó công nó cái tiền thuốc ừ dễ thương quá ha. Dạ Út chi Út, chuẩn bị tết xong hết chưa? Dốt hả? Dạ. À, chưa nhớ ráo hết sao? Này mới chuẩn bị dọn ha. Uống eo nè. Giờ cũng chuyên nghiệp quá rồi nè, cây nhỏ xíu cũng ra bông rồi nè. Quá trồng, xéo, uống eo nữa nè. Không quá trồng nó xéo. Dạ. Không chế cho nó eo eo lại vậy cho nó lồng xuống hả? Chứ để nó cao quá hả? Thì giao hết rồi nhà còn cây mai nào không Út? Còn cái nhà còn mấy cây. Chứ đừng có ham tao mua bán ráo đi. Còn hai cây mơ, hoa mai cúc kìa. Ờ đẹp. Ừ. Đó hai con cây mơ ha. Vậy là giờ giao thêm nữa đó là chắc cũng được cả chục triệu nữa. Con ở ngoài cũng xài không? Cây gì ngoài trời. Thôi thôi Út. Ở ngoài còn có cây mai thiệt mà gắn bông giả rồi. Xíu tuốt làm sao giờ nó hết thèm ra lá luôn. Nó hư đọt hết rồi. Trời ơi, anh Yên nói ngán. Chứ hả, em làm lẻ phía sau hả? Em đem tạm xuống cái xuống. Người ta lật từng lá. Đứt luôn cái đọt, đứt luôn quá. Mày ta cũng nhắc từ ngọn nữa chứ không có suốt như con. Suốt mà giả không được. Anh mày đứt luôn. Đây con tay vô con hái cho nó. Suốt trở lẻ. Suốt trở lẻ. Nó tét nắp nó ráo. Có nhiều lá không? Dạ nhiều. Bữa hôm phải biết lúc đưa ra cũng sạch cho nó đụng lá rồi còn lại nó mới sạch nó đụng lại còn lại mấy lá thì mấy lá cái thêm năm làm một hoặc là không thôi. Mấy cái làm rung nó rớt ráo à. Còn mấy đầu lắm được. Còn ít thì thôi. Tưởng đâu không có phải có. Chứ hỏi năm hôm mấy mốt đem như vô nuôi đi. Không chứ làm gì nổi. Năm hôm nuôi nha. Ba cây ngoài á. Cây chiếc đũa chiếc đũa. Đũa. Chứ như cái đống vậy vô có mình vô lặt thôi trời ơi chết luôn. Uống sạch không có đụng á. Cái tàn cây mai này đẹp nhất. Cây mai chậu kia cũng đẹp mà chị thích cái tàn này. Sớm này ăn Tết vui quá chừng ha, con thấy gắn đèn ở phía trước quá trời luôn. Chắc tiền nhiều lắm ha, đèn nhiều nhiều lắm. Người đóng nhiều không? Út không biết nhưng mà cái đường dây tự mở vô nghe nói tới mười mấy 20 triệu. Ngoài người đóng 2-3 triệu gì mấy chục triệu. Đẹp quá. À dữ ha. Đẹp lắm ha. Công nhận. Là bao nhiêu Sài Gòn luôn.
giống như sớm người Hoa hả? Còn cái sớm con nó theo đường lòng rồi theo cái đạo, sớm mới theo đạo á, cứ làm gì nấu. Tại vì có người đứng ra làm á Út thì mấy người kia theo được. Phải ông mà lỗ cho vậy luôn hả? Ông mà lỗ mà cái gì lỗ tiền nào mà làm nổi. Tối đi coi đèn thôi mặt trời. Mình đã thành phố lâu lâu cũng cứ thấy con đường hay văng đèn vậy đó. Nắm thấy đèn lòng dễ thương không Nắm? Dạ đẹp. Giống phố cổ ha. Giống phố cổ Hội An ha Nắm. Cái này là chỗ Út đó là mai gì Út? Cúc tri kỷ. Tri kỷ hả? Cúc tri kỷ. Cúc tri kỷ. Mai trúc, mai cúc tri kỷ. À mai mà cúc. Mai tên cúc tri kỷ gọi là cúc quýt. Dạ. À, mấy cái này có nụ đầy nhóc hết ráo rồi nè. Dạ, đẹp ha. Bạn Sơn chào cả nhà ha. Bữa nay mình vô Vũ Út 15 coi Út chuẩn bị mai đón Tết nè. Quá trời luôn. Bữa nay Vũ Út giao đi hết nửa rồi nên là còn lại ít. Bữa trước cả nhà vô thấy một rừng luôn ha. Con đợi anh quất dao xong rồi con tẩy sân. Dạ. Yeah. Ngày mai nó trồi vậy nè. Ngày mai anh quất dao cây hết. Cái này nếu mà một cây vậy người ta giao mình nuôi một năm đó bao nhiêu tiền vậy Út? Cây bự thì từ 900 vậy. Dạ. Cây giữa thì tính tiền nữa. À cây bự thì khoảng 1 triệu. Nuôi cả năm á ha. Cực quá. Yeah. Chết. Nhờ nhiều cây chứ một cây hai cây là chết dầm không được tiền đâu anh trả cho anh. Anh nuôi em 3 triệu. Chắc đâu mà có 30 triệu. Nuôi gì đâu nuôi. có chăm sóc tối ngày đâu, có rờ rờ tối ngày đâu. Anh nuôi mai thì đẹp mà nuôi em riết từ từ thì ghê. Không biết xịt thuốc gì cho dừng. Cứ để cho nó phát triển. Bảo dưỡng gì hết, không bảo dưỡng gì hết. Ta xịt thuốc cho nó ngưng lại. Nhưng mà nãy Út quất nó, nãy xịt cho lá nó rụng đó. Cho nó dừng lại. Ta mừng lúa lót tốt quá, người ta xịt thuốc cho dừng lại. Nhà bông mai thì nhiều rồi, nên là đâu có mua xiêm gì không? Không mai đâu, có hoa tùm lum kìa. Hoa cút, dạ, hoa sứ. Mua hai chậu dặn thọ. Dạ, mai cũng nhiều nữa. Mua hai chậu dặn thọ thôi. Sắm sửa Tết chưa? Chưa, ngày mai vô mới sửa sạ. Mai mới giác tiền đi sắm không? Ừ. Hai cái bông treo treo à. Dạ đó hả? Đường kho xong thịt cho ông thẩm xong. Được chưa? Đường kho. Ủa sao anh nói ông quất nhà kho dùm? Ông quất kho dùm mà ông quất chưa biết nêm. Để kho để đó. Dạ. Rồi bây giờ nêm chưa? Dạ rồi. Nêm chưa? Dạ rồi. Là mấy ký? 3 ký mấy, 4 ký. Vậy nè, cây mẹ đỡ kho dùm cho hai ba chủ rồi. Ngày mai chị đem lên trển cho tụi dạ. Nó ăn tới Tết. Mẹ năng nghỉ vô. Kho cho chị thẩm phong thịt đi. Chứ mẹ kho 4-5 chủ đâu có nhiều được. Ừ. Kho tới 4 cái máy đó. Dạ, chia ra người kho nồi lớn. Một mình chị thẩm 4 cái máy. Dạ. À. Mình kho chung thì 10 ký chia ra nhà con 2 cái máy. Dạ. Kho cho 17 chị Sơn Ca nữa. Vậy là Khanh kho dùm rồi, mình kho ít thôi. Tính ra người có 3 ký mấy à. Còn nếu mà kho thêm chị thẩm rồi người được 2 ký à. Được 2 ký rưỡi à. Dạ. Mà giờ mẹ kho chắc cũng người 2 ký rưỡi thôi. Có đủ ăn thôi mẹ, để lâu cũng không mẹ. Tại vì Tết tụi con nhiều mãi nè. Với lại Hoàng Sơn có dự định nếu mà như mốt mẹ kho vậy cái mình phân ra từng phần đem lên Sài Gòn bán được không cô chú ha? Mình đông lạnh đó mẹ. Hồi xưa thì mình kho một nồi, bắt đầu mình hâm mỗi ngày, rồi sau này là mẹ cho vô từng cái thố riêng, bắt đầu còn mỗi lần ăn á mình sẽ hâm lại. Đó thì qua Tết nha. Ăn tháng thử rùa. Như là có hỏi cô chú coi được không? Dạ. Có nhưng mà Hoàng Sơn sẽ làm thử trước một số ký để cho cô chú mình có ăn thử ha. Đó, mình trải nghiệm thử. Sau khi mình gia vị vừa ý rồi đó mình sẽ đông lạnh luôn. Ví dụ ngày xưa là kho cái màu nhạt nhạt Út. Đầu cái mỗi ngày mình hâm thì sau một tuần nó sẽ đẹp. Còn bây giờ là mẹ kho cái màu nó ra đúng như ý mình luôn, rồi mình sẽ mình vô thố. Mỗi lần ăn mình mới hâm lại chứ mình không cần phải hâm nguyên cái nồi lớn. Vô số chừng nửa ký hả? Chừng hai cục thịt đúng rồi, nửa ký. Dạ. Vô bịch nửa ký thôi thì ở Sài Gòn bà con mình cũng không có ăn cái số lượng nhiều như vậy. Thì tức là mỗi lần ăn ít ít vậy. Là hai cục thịt là đồng nửa ký với trứng vịt vậy đó. Nửa ký mấy trứng vịt. Để cũng tiện ha. Dạ.
Ngày xưa thì con với Xíu ở Sài Gòn á, mẹ cũng kho vậy, cuối tuần về cái đem lên ăn. Hâm lại ăn khỏi phải nấu. Phân ra từng hồng vậy đó, ăn nhiều mình lấy làm hâm. Để Sơn Hà với cô Ti ở nhà đi ha. Mình đi dạo ra ngoài mình xem thử đèn cái. Đi đi. Chắc mới chịu hết. Sơn Hà chịu không? Sơn Hồng với Sơn Hà nói nè. Sơn Hồng. Sơn Hồng với Sơn Hà. Sơn Hồng với Sơn Hà ở đây nghe. Hay đi coi đèn không? Đi coi đèn. Đi coi đèn không? Đi luôn. Đi coi đèn đi. Về mà đã bỏ thằng nhỏ ở nhà. Vậy mà đợi bỏ. Đi, dắt anh đi đi. Nó ham lắm, nó vô nó bố con thấy đèn. Dạ. Đi 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 ra coi đèn. Đi coi. Quá tuyệt vời. Sớm bỏ đẹp đó bọn ơi. Mấy anh chịu làm không kịp. Đang làm không? Đang làm. Ngày mai làm trước. Ở đây là trong hẻm nhỏ do nhà dốt. À, mình ra cái hẻm lớn mình coi nha. Giống phố cổ Hội An không? Rồi, đang đẹp đây cả nhà ha. Cái này gọi là xóm cầu hả gì Út? Xóm cầu ngang. Xóm cầu ngang. Dạ. Rồi, người ta mở đèn lên hết rồi. Đó. Bữa trước quay đám cưới ở trong đây nè. Cô chú anh chị mình nhớ không? Có mấy cô chú phơi lúa. Ở đây hết rồi, bên đây nè. Mấy bạn nhỏ ra chơi kìa Sơn Hà. Dạ, ở đâu à? Sơn Hà nó chèo gào ăn trộm xài. Rồi mình đi ra cầu chơi ha. Sơn Hà đi theo nổi nha. Dạ con hiểu rồi hả? Ăn trộm xài về nhà cháu muốn. Xe nha. Đèn quá trời đẹp luôn. À, ở dưới quê mà được như vậy là thấy lung linh cả nhà ha. Cái đường nhà của xóm này đông dữ hả? Không thấy nhà san sát san sát. Nó chỗ nhà của ông bảy trâu quá. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Rồi chúc mừng năm mới. Cái cầu nhỏ xíu vậy mà đặt tên làm xóm cầu luôn hả? Vậy là tưởng cái cầu bự vậy lắm. Trời ơi có ai sơn màu. Sơn màu cái cầu nữa nè. Cái cầu kia nữa sơn, cái cầu thẳng qua đó. Dạ. Hồi xưa là ghe lớn vô đây được không? Đổi nước hả? Ghe vô đây bắn lu, bắn đồ. Bắn lu luôn hả? Giờ rạch nó bị bích hết rồi. Đóng Tết hồi giữa tháng chạp rồi. Đi ra sơn cầu, sơn đường. Vui ha. Để 30 đốt hả? Tưởng đâu đốt bằng đốt bình ga mini. Vui quá ha. Yeah. Biết chứ sao nó giả đây. Giả ở đây mà. Dạ hả? Nhà này. Đúng rồi con xíu lại. Dạ hả? Chúc mừng năm mới. À. Từ đây dân đèn ra tốt ngoài lộ luôn sai lắm không ha. Nhiều tiền dữ à. À, mấy chị ra đây chơi nè, hưởng không khí Tết nè. Cô điều bộ Nguyễn Huệ à. Thôi kịch lộn nè. Có chè đá bào không? Mẹ xíu nhắc cho. Đèn đẹp quá ha. À. Cái này sớm đồng lòng ghê luôn không? Anh em không nói. Đi con đưa bạn ảnh
dành ra trên nhà, anh hứng ở trên, con không có làm nó thương anh sợ vậy đó. Nhớ hoài luôn á, thêm bãi chồng á, ngoại á. Anh có xui ra chưa ra? Có xui rồi, hai đứa rồi. Thêm bãi rồi, ba đã cơ bạc. Dạ, thêm bãi rồi, con ba lớn rồi. Con tôi nội con ba lớn rồi nè. Dạ có làm quá chừng hơn gì. Làm quá chừng hả? Ơi. Ra khỏi bà bằng sữa mẹ đó sẽ bỏ bốn người bằng không? Tại vì mình cũng có chừng năm số người hả? Rồi, kiếm gì? Dạ rồi em đi anh chị. Dạ. Sáng hả, đi thôi. Trong shop nít quá trời vui hả? Sẽ hàng gì con? Đẹo hả? Mấy cục? Xe hè, một cục thôi. À, bào sẵn rồi hả chị? À, mình ăn chè đá bào giống như ngày xưa nè. Chị bào sẵn rồi, cho vô thùng nhỏ nhỏ. Siro đá bào ha. Ăn siro đá bào đi. Mấy ly vậy? Mấy ly hả? Người ly chứ hả? 3, 4. Rồi. Vô đây mới có không khí Tết như ngày xưa nữa. Đó mấy nhỏ chơi à, đông vui quá chừng. Giờ đá vào. Đi á, nó đi đỡ mà thôi. Kẹo con gấu hả? Mình uống gì vậy ạ? Cam, nho, quýt, cam, nho. Cho chị dâu. Chị xin con dâu đi. Dâu xin vô cam đi. Đào tạo cam. Con dâu. Rồi món ngày xưa ha, xì rau dâu đá bào. Dạ chị. Rồi bảy tặng cho một cây, lấy đi cho nó đi. Mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ vậy nhưng mà vui lắm á. Mấy cái nhỏ Tết có tiền lì xì là nó đeo rần rần luôn. Dạ, dạ. Dạ chị. Dạ Hoàng Sơn đúng rồi. Anh ở đâu mà quay phim chụp hình vậy? Dạ con ở rồi đây nè, ấp đông rồi nè. Bạn đã đập nó chụp bả cái. Dạ. Em hỏi bả cái. Em đó, em đó. Biết rồi, chụp bả đi. Em biết. Nước mía. Chụp xuống đi. Cái này xịn hơn ngày xưa, có mức ngày xưa đâu có mức đâu, chỉ siro mà. Do thiếu trần cao bỏ thêm sơn. Dạ. Sơn cao chị hồi xưa ở gần nhà nên là chị nhớ tên.
Sơn Ca, Bảo Giang, Hoàng Sơn. Dạ. À, trong xóm á, đi vô rồi tới rồi. Dạ. À, biết mà, dạ. À, kế nhà ông Tám. Dạ. Có, hồi nhỏ em xuống đó em chơi suốt à. Dạ. Kiếm đẹp quá rồi. Rồi đó kiếm đâu quá, kiếm kem kem đẹp. Dạ 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 không dạ không dạ kem rồi. Dạ 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 dạ. Rồi sách nha, người hai đi nha. Rồi mình đem về nhà ăn cho nó mát. Xem chở gì út thì nó rộng rãi thôi. Rồi đi thôi. Tấm này vui quá vậy. Yeah. Đẹp đẹp. Ôi cây trong nhà đẹp lắm kìa sếp. Dạ. Trời ơi. Cây trong nhà cũng đẹp lắm kìa. Quá đẹp luôn vậy. Không sai nó. Đẹp quá. Dạ. 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 Dạ, cả sớm giờ lên nhạc rồi vui ha. À, đèn nữa coi bớt rồi. Nam Việt ơi, Nam Việt. Nam Việt. Nam Việt. Nam Việt. Ờ. Nhớ rồi, nhớ kênh đó rồi. Mát quá ha. Lát cứ đang nghe chung. Có nói vô phim nó chụp mặt lên nghe chút. Quá trời đèn lung linh luôn. Này là năm đầu tiên làm hả Hữu? Năm đầu tiên đó. Dạ. Năm rồi mà làm từng khoảng à, hôm nay là đoàn kết làm hết luôn. Rồi cả nhà mình ăn chè nha, đá bào. Chia ra đây. Là thịt ngang heo. Tết thì thường có nồi thịt kho tàu là coi như xong việc rồi đó. Quan trọng nhất. Số anh không giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà ha. Là đủ rồi đó. Ở Úc nơi đâu có? Ở trên bạn Bi hả? À. Báo cáo với cả nhà là cô Bi nhà Úc nay đã có bạn gái. Đang nghe giọng nói nữa hả? Sau một thời gian bị ế giờ có bạn gái rồi không? Bữa nãy sao ăn vô mà lấy cam? Nè đổi đi. Có ăn ly này không? Nó đồ dâu mà. Dâu rồi. Ừ, cho dâu đi. Đổi đi. Đổi đi. Dâu nè. Đó, giờ bắt đầu bà con mình rảnh rồi, rồi cái đem karaoke ra hát ha. À, sớm vậy đó, rần rần mấy ngày Tết luôn. Dạ. Ngon không Sơn Hà? Có ăn rồi. Lớn cũng mê. Vậy hả? Ăn nhiều quá đâu. Đau họng á. Nuôi mai một năm rồi cái giờ giải quyết bớt nữa là khỏe ha. Đỡ trách nhiệm. À. Năm tới nó đổi không? Nói nuôi tới đến nửa tuần nó đòi gửi quá trời luôn. Đòi gửi quá trời hả? Thấy bông mê quá nó rồi yeah. Tới giúp tôi đem không? Năm nay năm nhừng á, năm người ta nuôi người ta bị trảo ráo à. À. Tết không ai có bông á. Ừ. Đó rồi. Úc thì canh theo thời gian tiết quá trời hả? Đi theo thời tiết phải dưỡng kỹ, mua yeah. Thuốc rồi kỹ lắm nó mới cầm được, cầm cái bộ lá mới được. Cho nó rụng lá. Dạ, cầm cái bộ lá cho nó tốt. Đừng dễ rụng lá. Cho cái thời tiết nhừng tới sớm á. Năm nhừng nuôi
cái thời tiết nó tới sớm quá. Năm nay mình có kinh nghiệm này, năm tới mình làm nhiều. Làm năm thường thì làm nó dễ, còn năm dần thì phải cực chút. Rồi bây giờ mà sân mời cả nhà mình ăn đá bào siro, siro đá bào. Cái này xịn hơn ngày xưa rất là nhiều. Tại xưa không có mứt, giờ có mứt luôn. Hồi xưa chỉ là cục đá bào rồi miếng nhỏ miếng siro thôi. À, rất là thích hen. Mà đâu được bỏ vô ly vậy, dạ. Cầm ăn chảy nhẹ mà. Cầm cái tay hết không? Cái ly cắt cái đít ra, cái sạch sạch vô cái... Đè, đè ra vậy nè. Đưa vô cơ cầm. Cầm cái tay hả? Mua 10 ly vậy là cái bà bào quá chứ, bà rầu rồi, cái bào nó bào cái tay lắm chứ. Cái đâu phải mấy cái tay đâu, chưa bào bằng tay. Bào bằng tay. Làm cái chân con ngựa. Rồi cái lấy cái miếng nhôm của lon sữa bò đục lỗ để cục nước đá lên đẩy tới đẩy lui. Cái bào cái đó mà hai cục ly đính bào cục. Cái nặng ra đưa ăn cục vậy trời ơi. Sơn Hùng đang được ăn Tết giống như ngày xưa ba ăn Tết đó Sơn Hùng. Không con. Si đô đá bào, không, vui không? À, cả nhà thấy nay trong xóm vậy Út là không khí Tết rất là vui ha, gần giống như ngày xưa. Nhưng mà hoành tráng hơn, tại vì đèn đuốc treo rất là nhiều luôn. À, mà trong xóm Vũ thì vui lắm, tại vì các nhà gần gần nhau, không có hàng rào nè. Rồi mấy em nhỏ chạy qua chạy lại chơi. Rồi bán hột vịt lộn, siro đá bào. Vui ha. Trời ơi, cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. Bữa nay mình ăn Tết nhà Vũ nha. Rồi, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau. Rồi, hy vọng là năm nay Vũ, Vũ Út có dâu mới ha. Dự định vậy còn sự cố gắng là ở chỗ Kubi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Rồi, tạm biệt cô chú mình ha. Rồi, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.